sáng 22 tháng 3, Hội đồng đội huyện An Minh đã tổ chức ngày hội Thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đòn tại trường tiểu học Đông Thạnh 1 và trường trung học cơ sở Đông Thạnh 1. Hỏi: Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thành lập vào ngày tháng năm nào? Hello cô, là ngày 15 tháng 5 năm 1941. Ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đòn năm nay của Hội đồng đội huyện An Minh đã mang đến các hoạt động bổ ích cho các em như tìm hiểu thông tin về đội, tạo điều kiện trải nghiệm sáng tạo, rèn luyện những kỹ năng thiết yếu cho các em tự tin trong cuộc sống và học tập. Kết quả cuối cùng. Bên cạnh các hoạt động văn nghệ, trò chơi vận động, các em còn nhận được chuyên hiệu chương trình rèn luyện đội viên cấp tiểu học. Được biết, đây là một hoạt động định kỳ hàng năm được tổ chức vào tháng thanh niên, tháng 3 dưới sự chỉ đạo của Hội đồng đội Trung ương nhằm chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào? Tại đâu? Em giới thiệu tên. Đó, bây giờ em trả lời câu hỏi. Lộn năm rồi, bạn nhớ rồi đó, lộn năm rồi. Trả lời câu hỏi. Dạ thưa thầy, em trả lời câu hỏi là ngày 6 tháng 5 1911. Năm 1911. Đúng không các bạn? Đúng. Ngày gì? Là ngày gì? Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Rồi, cho xin làm bắt tay đúng không? Hồ đã đoán vô cùng chính xác. Đúng không này? Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành lập vào ngày tháng năm nào? Xin mời. Các em giơ tay cao lên cho thầy đến gần chúng ta nè. Em tên Nguyễn Duy An, sinh ngày 28 tháng 8 2009, học ở trường Đông Thạnh 1, lớp 51, lớp 1, lớp 2. Em xin cho là câu hỏi là ngày 6 tháng 3 1931. Ngày gì ta? Bạn nhớ gọi lại tên sự kiện của ngày 26 tháng 3 1931 nè. Đó là tên gì? Theo người khác thì có nghĩa là dễ. Đi đến. Còn nghe nghe nghe. Các em. Lớp 3 cô chủ nhiệm mà không thấy mà. Lớp 3 mà tôi chủ nhiệm đây tổ hiểu cho các em lên. Nhanh lên, cố lên đi, cố lên đi. Thầy thông báo tất cả các em có nhặt của nơi cho các bạn mình là sáng nay có bắt của. Các em có nhặt được của nơi thì mình trả lại cho bạn nha. À, ở ngoài mình vỗ tay thôi. Cố lên. Rồi, cố lên. Còn một phút nữa. Trò chơi này các em là giống như là trò, mình đã gọi là trò chơi chim cúp cúp. Hey!
cả các vận động viên cơ lớp xa một chào phá lôi. Rồi, chuẩn bị đi. 3, 2, 1, bắt đầu. Đi chuyển nha, cố gắng đi chuyển cái đoạn đường ngắn nhất, chính xác nhất. Đây, chào thứ hai. Chúng ta cũng rất là hợp lý. Bắt đầu, bắt đầu. Wow. Cố gắng chúng ta di chuyển, nếu như mà phải bảo đảm cái an toàn của chúng ta nha. Thôi, cố gắng đi. Wow. Cầm lại được có điểm. Cái điểm như chỉ nhanh đường bật ống chậm tay, đường bật ống chậm tay. Wow, không, 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 không.